đừng lấy kẻ đưa con gái. Ghê quá. Sao? Hoàng ơi! Anh Hoàng, anh đi giải thích đã. Chờ tôi một tí nhá, tôi đi vệ sinh cái. Bà cứ đi đi. May quá, thoát được mấy cái tên vệ sĩ. Đồ ở đây đẹp lắm, đi, đi bà ơi, đi. Cậu là ai? Tớ hỏi. Tớ hỏi cậu mới đúng ấy. Sao cậu dắt tớ đi, cứ như chạy đi marathon thế? Thì tại vì tớ tưởng cậu là Ngọc. Ngọc nào? Chả quen Ngọc nào cả. Đừng lấy cái đồ con gái. Thế quần áo, mỹ phẩm là cứ tớn hết cả lên ấy. Thế cậu không thế à? Con gái ai chả thế? Tớ cũng thế, tớ thích chứ. Thích lắm. Nhìn cậu trông cũng khá là xinh đấy. Nhưng mà nét đẹp hơi lạ. Lạ là sao? Tớ xinh quá đúng không? Biết mà, biết chứ. Ừ, cậu khá xinh. Nhưng mà hơi men lì. Nhưng mà không sao. Cậu mà vào hội của tớ thì đố đứa nào dám bắt nạt. Chúc mừng cậu đã chính thức trở thành thành viên của hội con gái xinh đẹp siêu quậy. Hội con gái xinh đẹp siêu quậy? Tớ á? Ừ, lần đầu tiên nhìn thấy cậu là tớ thích liền. Nên đã cho cậu tham gia vào hội của tớ. Đi, đi mua sắm, là con gái thật tuyệt. Này, cậu làm gì mà cứ như lần đầu đi mua đồ lót thế hả? Lần đầu mà. Không sao, lần đầu nhưng mà rồi cũng sẽ quen thôi. Đây, cái này hợp với cậu này. Ren nhá, thoáng mát, mềm mại, xu hướng mới nhất đấy. Ghê quá. Ghê á? Sao lại ghê? Hay là cậu không mặc? Tớ có chứ, có. Này, sao vừa nãy cậu bỏ tớ ở lại một mình? À, tại vì tớ tưởng đây là cậu nên tớ nắm tay chạy đi. Nhưng mà hóa ra là tay của cô bạn này. Cậu là... Đây, từ giờ cô bạn này sẽ trở thành thành viên chính thức trong bộ ba xinh đẹp siêu quậy của chúng mình. Chào cậu, tớ là Hoa. Rất vui được làm quen với cậu. Bây giờ chúng mình phải chơi thật thân với nhau nhá.
về đến nhà cậu rồi. Bye bye. Cậu, sao cậu bỏ rồi hai bọn tớ? Cậu cứ đùa, trông cái mặt kìa. Tớ biết hết tất cả rồi. Cậu không phải là Hoa và cũng chẳng phải là con gái. Sao cậu biết? Vì cậu là người con trai mà tớ yêu. Tớ, nhưng tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi vì tớ đã giả làm con gái. Nhưng tớ đã thích người khác mất rồi. Có phải là Trang đúng không? Cậu có thích tớ được à? Hãy hiểu cho tớ nhá. Cậu, tớ xin cậu đấy. Cậu đừng nói cho Trang biết. Tớ sẽ nói chuyện này cho Trang sau. Tớ xin cậu. Say thế. Tại sao cậu lại là con gái? Tớ lo tin cậu mất rồi. Dùng số điện thoại lạ hẹn mình ra đây nhở? Cậu đúng là đồ khốn ạ. Cậu định trêu đùa tôi à? Cậu phải nghe tôi giải thích đã. Thực sự là không phải như thế đâu. Cậu và cả cậu nữa, từ giờ đừng có gặp tôi. Trang Hoa. Trang, xin em cho anh vinh dự có cơ hội được làm người yêu của em nhá. Được, em đồng ý. Trang, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Đừng vì giận tôi mà cậu làm như vậy. Cậu là cái gì mà nói với tôi như thế? Từ giờ cậu đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Cô em tỉnh rồi đấy à? Anh Ngọc, hai người định làm gì tôi? Chắc là tiểu thư này không biết tình hình bây giờ như thế nào rồi nha. Chắc là vẫn đang nghĩ anh đang thích nó đấy. Này, mày, chính mày cướp hết tất cả mọi thứ của tao, từ cái vị trí xinh đẹp tới cả vị trí học sinh giỏi từ cấp 3 tới giờ. Nhưng mà ấy, tao đều bỏ qua và làm bạn với mày. Nhưng chỉ duy nhất một điều, đó là mày cướp anh Hoàng của tao, người mà tao thầm lặng yêu bao nhiêu lâu nay ý, thì mày sẽ phải trả giá con ạ. Bỏ ra anh, bỏ ra anh Hoàng. Anh đi giải thích đã. Tôi thật không ngờ cô lại người khốn nạn như vậy đấy. Anh không muốn đối xử với em như thế này. Em yêu anh cơ mà. Trong tình yêu thì không có sự ích kỷ. Tôi không yêu cô. Người tôi yêu là Trang. Duy nhất chỉ có mình Trang thôi. Anh, em... Trang này, em không cần phải nói gì cả đâu. Anh xin lỗi vì anh đã không nói sự thật cho em biết. Anh không phải là con gái. Nhưng thực sự cái anh em anh thấy rất vui, nên anh đã không tiết lộ thân phận của mình. Em muốn xử lý hai người họ thế nào?
Ngọc, tớ xin lỗi. Tớ không biết thời gian qua ở bên cạnh tớ, cậu lại vất vả như vậy. Tớ có thể nhường cho cậu tất cả mọi thứ, nhưng có hai thứ tớ không thể nhường cho cậu được. Đó là thân phận của tớ và người mà tớ yêu.